đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm rước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn
gia bồi thương lắm mẹ ơi. Hai chữ pháp danh ơn tổ ơn, gia đình hạnh phúc nghĩa thâm ơn. Xúm vầy khánh hì Nam Sơn đó, đẹp bội phân. Xin chúng cho mẹ vui sống bình yên, phần con báo hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao la thương mến. Nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao la thương mến. Nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao la thương mến. Nghĩa sinh thành tựa như là
Mẹ cha
tổ dân phố sông Mai Cỏ cùng tất cả chị em trong đây là chị em trong họ và con cháu xa gần. Hôm nay tôi đã được 70 tuổi và đã được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của tổ dân phố và tất cả các bà con chị em lối xóm và đã được các con trai con gái rể dâu cháu nội cháu ngoại đã lo về mời họ để cho dân được phấn khởi. Hôm nay về để bồ đắp được tất cả những sự quan tâm quý báu đó, để cho nên rằng là cũng đã có được các bà các chị đã đặt tôi những lời ca tiếng hát. Thì đến hôm nay thì tất cả các cụ và chị em ngồi đây ai cũng được làm mẹ làm bà. Thế mà cũng từ trẻ đến già đã trải qua bao thăng trầm. Thế hôm nay thì tôi là một người mẹ, người bà, người cô, cho nên rằng là cũng được trải qua như thế. Thì tôi xin gửi tất cả các cụ với câu thơ mẹ là gì, mẹ là ai? Mẹ là bếp nướng đêm nắng, mẹ là người ở không công suốt đời. Khi gần gũi lúc xa xôi, đã lúa liên chiếc đất nam rơi quầy vườn. Là thời tiết khi đổi xuân, khi vui thì nắng, khi buồn thì mưa. Là hoa nở khắp bốn mùa, là quả khi ngọt khi chua mới tài. Mẹ là người chẳng giống ai, ăn ít ngủ ít nhớ dai nhận nhà. Ngày ngày con đi chơi xa, mẹ là đợi trong nhà cho con. Là mấy giận chạy bằng cơm, là thùng gốc gạo thu gom đổ thừa. Là người cả nghĩ cả lo, chỗ vứt mẹ nhận chỗ cô mẹ đường. Mẹ là vải muối vải tương, gạo nước thịt cá mắm đường điện ga. Là hiếu là hỉ gần xa, ngược chuối chăm tư việc nhà của vây. Bảo tàng đồ cổ đông tây, mẹ là giám đốc một tay giữ gì. Làm thì toàn việc không tên, ăn thì sướng sầu chẳng nhường cho ai. Thổ quý thì sụt két dài dài, chi tiêu chẳng có biết ngay chứng từ. Tài khoản chẳng có số dư, xoay tròn những cái đèn khổ quanh năm. Khi yêu thì mẹ mẹ như bưng, khi giận thì ngạn hoạt như trông như trà. Mỗi khi mà trời đổ phong ba, lạnh ông còn kém lạnh trà vài phần. Vừa là tướng vừa là quân, lấy tivi đời cũng cân hông đời đầu. Tivi nay đã rẻ tiếng mất màu, công nhân đời đầu học khó thay. Là hàng mất giá hàng ngày, nổ lồ như cái cối xay giữa nhà. Đường đường thì là một quản gia, cháu hứa cũng đổ cho bà tiếng oan. Con mà quậy phá không ngoan, quy nghe con dạy cái mang tội tình. Chồng con một sự nghiệp thành công, may ra mẹ có chút công với đời. Ngẫm ra muôn sự với trời, bao nhiêu thiên chức một đời khó qua. Mẹ là ai? Mẹ là ta. Mẹ là chánh án, mẹ là đề ca. Một đời không chuẩn cũng tăng cửa nhà. Mẹ là ai?
mẹ là lãnh đạo, mẹ là nhân dân. Cháu con đi xa về gần, mẹ là những đời thân cận yêu thương. Là thật chưa có túi tiền, là thật sự của những yêu huyền nắng cây. Thật khóc còn mơ ước xa nay, thật nhân hạnh phúc trao tay từng người. Mẹ là quân giả thế thôi, có vốn thiệp tinh suốt đời không xong. Nói ra thì bảo vệ thân, nhưng không có mẹ con không có gì. Chẳng quan trọng mà cũng chẳng là chi, chứ nếu không có mẹ thì cái gì con cũng không. Nga và thằng Yên lên Nga chúc mừng U Trài và bài mừng ngọ. Oh.
Chúc bà như thế rồi, chúc chị em ở đây. Mày ăn đi.
Tôi thay mặt cho đoàn tế xin chúc mừng bà, gọi là một món quà tuy nay là nhỏ nhưng mà nó có đầy ý nghĩa của đoàn. Tôi xin kính chúc bà. Tôi xin thay mặt cho gia đình là xin cảm ơn đoàn tế và tất cả các chị em trong đội văn nghệ đã an tâm. Đi 70 tuổi em xin tặng bài này em và các bác đây một bài khách đến chơi nhà lời mới khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà giọt lời thương trên trà lần nhau giọt mời thương trên trà lần nhau mời anh cười một miếng trầu rằng vân biến qua tàu gió bay và em đừng ngã tay giá em đừng lên lá đừng áo cứ thân đừng thân ho quà đừng ngã câu người 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 về cho hết câu ánh mắt ngập ngừng mà người dưng thế người dưng thế này giá miếu trầu đừng cay giá chén trà đừng cay người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại hài lòng để bây giờ ra ngõ mới chồng ra ngõ mà chồng canh đến chơi nhà rằng mấy khi canh đến chơi nhà rót lời hát xuống chén trà mời nhau rót lời hát xuống chén trà mời nhau mời anh tới một miếng trầu tưởng rằng vân biên qua tàu gió bay giá em đừng ngã tay giá em đừng lên lá đừng áo tứ thân đừng khăn khó qua đừng hát câu người ơi người mở đừng về cho hót buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này giá miêu trở thành cay giá chén trà đừng chát giá người hoan đừng hát hơi ai lại bay lòng để bây giờ ta nó đây trông ra nó mà trông khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà tinh tan tan tinh 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 tan tinh 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 tan tinh 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 tan 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 tinh tinh tan tan tinh hai giới các cụ cùng toàn thể thanh niên của dân mình để mừng cho cụ già ngày 70 hôm nay để cho không khí của ngày này họ được thêm phần long trọng. Tôi xin hát tặng chị bài ngồi tựa sông đào để cho anh thay và chị trài vẫn tưởng nhớ đến quá khứ của 70 năm về trước thì hôm nay chính là đêm tân hôn của ngồi vòng hoa ngồi tựa là thấy trời đón gió bèo trắng.
tình tiếng tụ kính yêu của cả nước. Tôi xin hát tặng các cụ một bài là Cây Đa Bắc. Cây nhí đa hoa, yên bồ đôi cây bật lại. Em kính chúc anh chị
mình chỉ có đến hai câu. Rồi. Chị em chúng tôi, mẹ hiền xiết bao
sinh ta, bao la biên trời lụa bằng nông, nói con nên người lại ba ca đời mẹ giám đạo, đạo là con hay trò thiếu nhi. Ơi ơn sinh thành con trăm nghìn. Nhờ ơn đức cha mẹ sinh thành con khôn lớn lên người, công ơn đó con nhớ sẽ mãi mãi không bao giờ con quên. Ơn mẹ cha cả đời con ghi nhớ suốt đời. Cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có thanh trẻ thuộc nghĩ lắm mẹ ơi. Bền vững cả đời.